Lực mua chiếm ưu thế trên cả 4 nhóm hàng hóa nguyên liệu đang được giao dịch liên thông thế giới tại MXV, kéo chỉ số MXV Index tăng 0,68% lên 2.304 điểm, cao nhất trong vòng hơn 5 tuần trở lại đây. Cụ thể thì giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 11 trên sở London tăng 1,33% lên 2.439 đô la Mỹ cho một tấn. Hợp đồng cà phê Arabica kỳ hạn tháng 12 trên sở New York thì thậm chí tăng 2,83%, vượt lên trên mức 3.369 đô la Mỹ cho một tấn. Theo MXV thì xuất khẩu cà phê trong tháng 8 của Việt Nam thấp là nguyên nhân chính kéo cho giá Robusta lên, trong khi đồng đô la Mỹ suy yếu khiến hạn chế lực bán từ nông dân Brazil, từ đó thúc đẩy giá Arabica. Vâng, đó là thị trường quốc tế. Còn đối với thị trường trong nước và cụ thể là Việt Nam thì theo Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cà phê Robusta tháng 8 của nước ta chỉ đạt khoảng 84,6 nghìn tấn, tức là đã giảm mạnh trên 22% so với tháng trước và hạ hơn 25% so với cùng kỳ năm trước. Đây có thể nói là tháng thứ 5 liên tiếp xuất khẩu thấp hơn so với cùng kỳ của năm 2022. Hơn nữa, lũy kế xuất khẩu cà phê trong 8 tháng đầu năm là 1,2 triệu tấn, giảm hơn 5% so với 8 tháng đầu năm của năm 2022. Và để biết thêm những thông tin chi tiết về thị trường cà phê thì ngay sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi cuộc phỏng vấn trao đổi nhanh với đại diện thành viên của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam. Trong ngắn hạn, tình trạng sụt giảm nguồn cung tại Việt Nam cũng như lo ngại thiếu hụt nguồn cung toàn cầu có thể chưa được giải quyết do nước ta chưa bước vào giai đoạn thu hoạch tập trung. Sản lượng mùa vụ mới chưa sẵn sàng để đẩy ra thị trường, trong khi xuất khẩu tại Brazil có tín hiệu chững lại. Điều này có thể hỗ trợ giá của Robusta tiếp tục giằng co quanh mức 2.390 USD một tấn và giá cà phê nội địa vẫn duy trì trên 64.000 đồng một kg.